người, mình là Nga. Và đây là channel của mình. Nào nào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Yeah! À, ngày hôm nay thì mình đang đi trên đường. Mình vừa mới đi dẫn về. Hôm nay mình dẫn có lịch dẫn bữa trưa. Và sau khi mình dẫn bữa trưa xong thì mình sẽ có lịch để đi nhuộm tóc. Thực ra thì lâu lắm rồi mình không nhuộm tóc, bởi vì là mình đi dẫn xong rồi lúc nào cũng kiểu tóc tối màu ấy, cho nó dễ và trông cho nó đứng đắn ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình biết đến một cái cách nhuộm gọi là ballet. Không biết cách đọc đấy như thế nào nữa thì mình sẽ viết nó ở đây nha. Thì đấy là cách đi đường hơi rung lắc tí. Hôm nay mình sẽ đi làm tóc và mình đang đến số 70 Lê Văn Hưu. Ngày hôm nay thì mình sẽ nhuộm một màu tóc một cực kỳ đặc biệt và mình chưa bao giờ nhuộm màu này, cũng như là quả thực lần đầu tiên mình nghe tới màu này. Mình hãy đi cùng mình nhé. Đi thôi. Mình đang ở chỗ nhuộm tóc này. Chỗ nhuộm tóc này là ở 70 Lê Văn Hưu, tên là Bonjour. Và nhá. Xin chào anh. Xin chào mọi người ạ. Chị Hân có hẹn em qua. Dạ. Em cũng nhuộm lâu rồi. Nhuộm từ lâu lắm rồi. Sau rồi hôm trước em đã phải phủ đen, không phải đen mà là cái dầu gội dành cho người bị bạc trầu. Xong rồi em đã ủ dầu dừa để các thứ để nó nhạt hết cái đen này. Nó không kiểu nó không lưu lâu ấy. Nếu mà muốn đen hẳn thì phải 2-3 lần như thế, chỉ có một lần. Giờ em phải thử một ít để xem nó lên không. Xem nào đến đâu á, tính màu nó dễ. Dạ. Em thích có sáng sáng đúng không? Mày là sáng sáng ở trên này nó vẫn nâu nâu ở dưới này. Chạy ví dụ như em đi dẫn em có thể buộc tóc lại ở trước, nó vẫn trông nó vẫn kiểu okay. Đứng đắn. Cái thứ gì nào nhẹ nhàng luôn. Dạ. Quá là sáng rồi. Mà kiểu thì em không thích mấy cái vàng như nọ đúng không? Em thích tông khói, một tông kiểu tông nâu, nhưng nó không bị vàng ấy. Em không thích vàng, không thích đỏ. Thời gian người ta cũng yêu cầu thường thường test thôi. Giờ mũi này to nhưng mà phương rồi. Em giờ làm ở đài cứ thỉnh thoảng phải test một lần. Bởi vì trước khi vào đài phải lại phải test. Kiểu ở đấy là phải bắt test. Rồi hôm nay cũng vừa test xong mà. Giờ lỗ mũi còn không còn không còn cảm giác đau đớn như ngày đầu nữa rồi. Không biết sai đâu. Em đi test lên phải sòng lắm. Chị em đi test cũng đau lắm. Mày quá. Mà kiểu ai mà người ta chọc chuyên nghiệp thì còn nhẹ nhàng. Có không là không biết làm gì. Kiểu đến đâu dừng lại đi thôi. Ôi thế anh thấy người ta kinh ngưỡng người ta, anh tưởng người ta khá mồm ra để cho em lấy dịch ở trong họng. Mày, tôi bị đôi đét lần nào. Ngưỡng. Kiểu rất chịu trận mà em cùng người cái số hồ á. Không ra đâu, anh không biết thì người ta hướng dẫn chứ biến lại. Nhưng mình không đợi đâu. Ba lần. Nó để ra màu của em muốn thì nó phải sáng hơn nhiều. Làm tức là có làm đúng không anh? Chị ta đang đến ở chỗ này thôi mà. Nếu mà để ra chuẩn cái frame ba nha thì nó vẫn ra, nhưng mà nó không được rõ như cái màu anh muốn ấy. Nếu cần phải nền nó rất là sáng và nó trong thì nó mới ra được cái khói chứ là sáng. Rồi nếu không làm tối hơn cũng được vậy.
Đấy là đâu cũng được, dã man lắm. Đấy là dã man cho em đấy. Về sau em chăm nhìn anh em ghét. Ghét. Hãy đi lên tầng 2 để xả tóc. Là do tại đợt trước em nhuộm đen này đúng không? Đúng rồi, cái gỗ đen này nó hơi khó ra. Mới tẩy một tí mà đuôi. Đấy, nếu mà đây là bọn anh mới chỉ là test thôi nhá. Còn nếu mà làm thật là bọn anh phải giã theo kiểu giã man hơn nhiều ấy, thì nó sẽ khô lắm ấy. Ôi, lúc ấy thì em sẽ khuyên à. Thôi anh làm cho bạn một cái liệu trình thải độc này. Chắc em cũng phải nhờ anh hấp luôn cho em đến đây rồi. Đúng không? Bây giờ về luôn thì cũng hơi sợ. Thế là phải đợi khi mà nó phai ra hết cái đen đấy. Nói là như vậy nhưng mà thực tế ra thì là cắt hết đi. Phải đợi dài là cắt hết đi. Vài năm nữa. Nói với nhau là như thế thôi chứ còn còn thực tế ra là chờ để cắt hết đi. Không ăn thua. Tóc mình hôm trước mình đã hôm đi chụp ở trên Sapa ấy, là mình thấy cái chân nó sáng, nó bị tối quá nên là mình đã phải đây này, cái chỗ này này. Chỗ này hôm trước nó lên đây. Mà nó đứng khoảng đây, nó hai cái vạch ở đây. Chỗ này thì nâu sáng còn đây là đen, tức là mình phải mua một cái gói gội đen ở chỗ Pharmacity mà mình đã nhuộm. À, bây giờ đi ra đây test thì nó có lộn được màu nữa. Để nó quay vlog mà không biết là như này có up lên được không. Các số dạ, che mắt mắt. Không rõ nữa. Mà đây là thải độc. Nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ đi ngủ. Giới thiệu mọi người ông chủ. Ông chủ, và đây là bà chủ của 21 nha. Bà chủ 21 nha, không phải là bà chủ ở đây. Bà chủ đây trên gác nha. Bây giờ mình xong rồi, mình sẽ đi về đây nha. Bye bye chị. Bye bye anh, chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người ạ. Bye bye chị. Buồn thì cũng buồn phết đấy. Mà bây giờ thì mình đang ở ngoài đường rồi. Cối gan thật sự à. Bây giờ mình đang ở ngoài đường rồi, trên phố rồi và tối mình phải đi có việc nữa. Mà về nhà thì cũng quá trễ nên là mình sẽ quyết định đi làm bóng. Cho mượn cái bạn nhé. Cắm sơn kiểu len len này để mất bột phủ gì ạ. Bóng lên thì mất bóng nó không nổi. Bây giờ là 6:15 và mình đang ở ngoài đường. Mình vừa về chỗ lấy xe. Không làm được tóc. Tóc vẫn đen xì xì nhưng mà mình đã làm được móng rồi. Đang đợi lấy chìa khóa xe để lấy xe. Bây giờ thì mình sẽ không về nhà luôn mà mình sẽ đi ra chỗ hẹn. Hôm nay thì mình có hẹn với cậu và mọi người trong ekip bởi vì mọi người đang muốn bàn về một cái dự án sắp tới. Thực ra thì trước khi mà mình quyết định nhuộm tóc thì cậu không có đồng ý đâu. Cậu bảo là nhuộm tóc này thì sẽ hỏng tóc các thứ, xong rồi lúc mà nó phai ra nó sẽ bị vàng, trông nó không được người lớn. Xong rồi mình đi dẫn các thứ nữa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, mà bởi vì mình thích quá cái kiểu nhuộm balayage này thì nó rất là hiện đại, nó tẩy, nhưng mà lúc mà nó bị kiểu mọc chân đen dài ra, với đặc biệt là với một đứa mà tóc dài nhanh như mình ấy, thì lúc mà mọc chân đen lên nó cũng không bị lộ. Đây là một dự án hợp tác với L'Oreal nên là không được nhuộm thì mình cũng rất là tiếc. Lúc đầu để mình nghe nhuộm thôi thì mình cũng thấy ok, nghe cũng hay đấy. Nhưng mà khi mà biết đến rằng là mình sẽ nhuộm balayage thì mình sẽ cơ, mình thích quá, rất thích luôn ý. Thế ra hồi cũng không được nhuộm, một lúc đấy kiểu mình bị tụt mút ý. Nhưng mà khi mà biết được rằng đấy là lỗi của mình thì mình còn buồn hơn nữa. Thì mình thấy mọi người bảo là ủ dầu dừa thì tóc mượt nhưng mà nó rất là phai màu, nên là mình đã thử mình ủ hai lần nha. Lần đầu tiên thì nó mình cảm thấy thật sự là nó phai màu, xong lần thứ hai mình ủ nó lại phai thêm một lần nữa, nên là mình đã rất là tự tin. Mình nghĩ rằng bấm bụng nghĩ rằng là thế này thì gội hai lần này là hết rồi, mình đi nhuộm lại bình thường rồi, nên là mình cũng chắc là người ta cũng không
không quan trọng đâu. Thế là mình cũng không bảo với các anh chị ở bên ekip. Nên là hôm nay đến thì mọi người mới dám bảo sao mình lại gội đen rồi. Trời ơi, mình biết thế là hại lắm không. Xong rồi phải thử test tẩy xem là nó có lên được màu không. Đến lúc đấy thì mình mới ôi trời ơi, lại chúng nhuộm được. Bây giờ chừa nha. Chừa không nhuộm thì đó nữa. Chứ để xem reaction, phản ứng của cậu như thế nào. Vì rõ ràng là lúc đi rằng là cả buổi chiều kêu đi nhuộm tóc, xong về tới đâu vẫn đen xì. Để xem nhá. Thế thì có mới của mình như thế. Nhiên đang nâu nâu. Nâu nâu vẫn như mọi khi. Bạn có thêm một hình trái tim đỏ đỏ. Đây là hình trái tim đại diện cho sự buồn chán. Đấy là sự cứu rỗi, sự buồn chán. Bởi vì mình buồn chán nên là mình làm thì sao mình gắn này lên cho nó xinh, hy vọng sẽ hết buồn. Mình đang đứng ở trước cửa. Hello, sân tóc mới nè. Ủa, à, tóc này vẫn như cũ mà. Tóc còn đen mà. Sao không nhuộm? Tưởng bảo đi nhuộm. Không nhuộm được. Sao không nhuộm được? Không nhuộm được, đi trên mình để đi. Mình nhận thức khi nhận thấy tóc mình như thế này thì mình lúc Phương Nga đi chảy tóc thì mình là người ngăn cản nhiều nhất. Ủa rồi. Thôi nha, chảy tóc này em Tết nha. Thì là hôm nay đi nhuộm là có thành công và mình làm được thêm bộ móng. Rất là vui bởi vì mình là người ngăn cản Phương Nga đi nhuộm tóc. Mình không thích Phương Nga nhuộm tóc vàng. Chỉ là nâu nhiều màu mà sao để tóc này ăn tiếp được. Ok. Bye bye. Mọi người. Mọi người. Hôm nay là một ngày buồn.